Rồi, rồi làm lại nhá. Đây chia sẻ cái tùng Na Hán toàn bộ 12 triệu nhỉ. Tại vườn đây. Hán của anh Tuấn đây. 47, 48. Rồi, và anh có 48. Là 2 mét. Chiều cao 2m2. Chiều cao 2m2. Tán thế nào? Tán này cái chậu là chậu mét tư sao nhỉ? Là chậu mét mét tư đấy. 21. Tán ngang 21. 21. Chậu. Chậu là mét 3, mét tư. Mét tư, gọi mét tư. Mét tư. Giả lắm này. Giả. Chân vẽ thẻ này. Thế quay ấy. Ở ấy nó sang nó lấy bằng hà chỗ bệnh viện ấy, nhà nó cũng có mấy cây mà hình như nọ nó bảo cây giống trực thì phải. Cây này cũng kể là cây này cũng hơi trực trực ấy, nó cũng có 2 cây rồi. Cây này trứng tán rồi. Ấy kìa, rồi chơi mua thôi. Cây chơi bọn nó mua đấy còn chơi chứ làm gì đâu nhỉ. Cây này chắc qua là cái không gian của em nó hẹp quá, nó lại to quá. Bán được cây này nữa thì là coi như là hơi ổn đúng không? Nó thoáng bờ suối này. Đấy, cái bờ suối tham quá mua nó vừa đấy cái gì có phải cái ít, gì ít nữa chỉ chơi cái cây bé bé này để rồi cây gọi bonsai nhỏ nhỏ này nhỏ. Mình đã chật rồi. Chơi cái to quá này mẹ cẩu cái này phải dùng xe lưng chở này nâng chở lên đấy không cái này bẩy lên bẩy thì vẫn phải lấy chậu chứ vâng chậu thì đúng là xe lưng lưng nó lưng lên ô tô xong rồi nó lại lên xuống lưng nhờ bên này lưng thấp lưng à thì thuê xuống thì xuống nhưng phải trên lưng xuống thì trên lưng hết núp lưng lên cây lên gạch xuống trên lưng hết cao nọ định giới thiệu cho một đồng chí dưới kia nhưng mà sau đó đồng chí không lên đây là cây xanh to này. Biết rồi cắt rồi đấy phải không em nuôi ốc ở dưới thế này em cũng tỉa thế là bị phá 12 triệu cây tùng Na Hán nha cây xanh 50 triệu phải không? Nó báo rồi hôm nay anh ấy cắt tỉa này cây quay này anh ấy gọi là cắt đấy thế này cây xanh này nó quá vĩ đại luôn này xanh dáng long dáng não gì nhỉ não cây nó bẹt vào đá rồi này nó ăn vào đá rồi xưa này hồi xưa nhiều tiền lắm ấy trước nhiều sèn lắm nhưng bây giờ nó cây của Hùng ở dưới kia còn không được như này nó còn đòi 70 triệu mà còn chưa có chậu ấy cái trời cái chậu này có về thì được cứt chậu này cẩu tất cả cây này cẩu ấy cẩu ấy còn gì nữa to này cây này em báo giá 50 triệu nha họ báo giá nó đấy một lần nay cắt thì trông nó đẹp hơn à cạo em đại thôi đã ấy, đo thử cái chiều cao cái như nào khoảng thôi em cho cái thước này nó người ta hình dung thôi cái chiều cao không đầy 21 trên ngang tán ngang nha tán ngang phải... đo bằng cái bẻ đi đo cái bẻ bao nhiêu cái bẻ 2,5 mét tán ngang 2,5 mét là đúng ở chiều cái bẻ luôn. Cái bể là 2,5 mét hay 2,5 mét à? 2,5 mét. Cái chiều bể. Ngang? Bể 2,5 mét. Bể chiều dài 2,5 mét to rồi nhỉ? Chiều ngang bao nhiêu? Ngang này là 1,8 mét. 1,8 mét. Chiều ngang 1,8 mét với bể 2,5 mét nhé. Lấy cả cây nhé. Cây này báo giá 50 triệu nhé. Đấy, phải kỹ cây 50 triệu này nhé. Mà thì xoay. Cây dáng não. Cây mốt chơi thời xưa đi. To cao đẹp trai cây này mà cái thời số mấy trăm triệu cây cảnh như thế này có người chả vỡ lợ về cây cảnh này đó nhưng mà nó từ ngu đấy chơi là mấy cây bé là được anh em mặt sau này đẹp phết này bám đá lâu năm rồi cái này kể cả dỡ đá ra vẫn được lấy cây không được dỡ được nó có lần dưới người ta lấy người ta không lấy cái bây giờ chơi người ta không chơi bẻ lại đâu chơi bẻ lắm giờ bẻ người ta chơi nếu mà cây người ta yêu cây chơi bẻ đắp tay cây đẹp cái giá trị ấy bẻ nó phải 10 mấy triệu một cái kia bẻ đắp tay á 14 triệu một cái bẻ không chỗ đấy mà sung sông người kia đang định giảm 12 triệu ở Linh Bình luôn không nghe này đấy, có
không phải cái bể này đâu, rằng là chơi bể chơi người ta chủ chọn chơi bể cho nó đẹp. Đấy. Cái này báo giá 50 triệu nhá. Hai, ông Chí Tuấn này đọc số điện thoại cái này, nó có riêng nay chỉ có hai cây. 082 754 420. Đấy của Tuấn nhá, người ở trên Hữu Lũng Lạng Sơn nhá. Thôi thôi. Có cây hoa giấy nọ là mình đang bám nó rồi. Mất cây hoa giấy rồi. Đây cái còn cái gì nữa nhỉ? Cây xanh trên đá này. Đấy, vừa tỉa cũng bám đá rồi. Ôi xanh thì không ấy nữa, thôi rồi, dài quá rồi. Cái xanh đấy cũng